Từ bao đời nay, cứ vào mùa mưa là người dân quê tôi rộn rịp chuẩn bị làm trứng để đặt lương. Cái nghề đặt trứng tưởng chừng nhàn hạ, nhưng vào nghề rồi mới biết nó cũng vất vả lắm. Ba tôi kể, hồi trước vùng đất đồng bằng này chưa trồng nhiều tre trúc như bây giờ, nên muốn bắt được lương trong mùa mưa thì làm ống trứng bằng nhiều loại vật liệu khác nhau. Mới đầu, người ta nghĩ ra cách dùng bẹ chuối ốp lại thành hình ống, rồi cũng có cái hôm. Nhưng vì bẹ chuối dễ rách, nên chỉ đặt được chừng 2-3 đêm là phải làm lại cái khác. Nhiều vùng có cây dừa nước, người ta chầm lá rồi cuốn tròn lại làm ống trứng, và cũng đặt được chừng non 1 tháng thì cũng hư hỏng. Sau đó người ta mới dùng đến cây tre gai thật già để làm ống trứng, nên rất bền. Nếu sử dụng và cất giữ kỹ, cũng xài được 5-6 mùa nước. Ba tôi đã từng sử dụng qua các vật liệu để làm trứng, nhưng ông ưng ý nhất vẫn là ống trứng làm bằng cây tre gai. Ông kỹ từng chút, làm từ lỗ thông hơi đến dùi lỗ để cài ghim, và đặc biệt là hôm trứng. Ba tôi nói, con lươn vào hôm thường không bò thẳng mà dặn mình theo kiểu xoắn ốc. Vì thế nếu hôm trúng làm không êm, lươn đau mình, có thể nó rút ngược trở ra. Cái cây ghim, ngoài tác dụng giữ chặt hôm trúng, thì nó còn có tác dụng cắm vào lòng đất, giữ cho đầu trúng không nổi lên mặt nước. Từ nhỏ tôi đã học nghề đặt trứng của ba, nên khi lớn lên tôi cũng đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm trong nghề. Nhưng cũng tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện thực tế mà nghề đặt trứng cũng thay đổi đôi chút. Hồi trước đi đặt trứng phải đi bằng xuồng, vì ống trứng bằng tre, khi tắm nước thì quá nặng. Đặt trứng lúc ấy cũng gần nhà, vì đồng đất bưng biển còn hoang vu, nên đặt trứng ở đâu cũng bắt được lươn. Còn bây giờ khác xưa rất nhiều, đô thị quá nhanh, đường nông thôn đi lại bằng xe máy cũng thuận tiện trong cả hai mùa mưa nắng. Vì thế nghề đặt trứng dần dần mai một, và những ai còn bám với nghề cũng phải tìm cách thích ứng. Ống trứng làm bằng tre gai đã thay bằng ống nhựa cho nhẹ hơn để chở bằng xe máy được nhiều hơn. Đi đặt trứng cũng phải xa hơn, vì việc tìm kiếm nơi lươn còn trú ngụ trong tự nhiên bây giờ thật sự quá khó. Vì phải đi xa, mất thời gian nhiều, nên người làm nghề đặt trứng bây giờ suốt ngày chỉ quanh quẩn với nó. Hết sữa hôm, đến đào trùng, bắt ốc, bắt cua để làm mồi trứng. Nghe nhiều bậc cao niên kể lại, hồi xưa có một vài người được xem là bậc cao thủ trong nghề đặt trứng. Chuyện kể rằng, các bậc tiền bối ấy biết bài thuốc để dẫn dụ lương, nhưng tuyệt đối không truyền lại bài thuốc đó cho bất kỳ ai, dù là con cháu trong nhà. Hồi đó, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ méo mó về những bậc cao thủ. Nhưng đến trước khi từ giã cõi đời, các vị ấy mới nói cho mọi người biết, bài thuốc là có thiệt, nhưng ngoài dẫn dụ được lương thì còn dẫn dụ luôn loài rắn hổ có nọc độc chết người. Vì vậy họ không truyền lại bài thuốc ấy, vì sợ không khéo làm hại cháu con. Sau nhiều năm làm nghề, tôi tự nghiệm ra, con lươn thích những mùi hỗn hợp hơn là một mùi đơn lẻ. Vì thế mà tùy theo điều kiện thực tế, người ta kiếm bất cứ thứ gì có sẵn để làm mồi trứng như cá, ốc, cua đồng, trùng đất, vân vân. Khi đã đâm dập hỗn hợp ấy lại với nhau, nếu có thêm một bịch ngũ vị hương trộn vào nữa thì lương thích hơn. Nếu bắt mồi không được nhiều thì thêm một ít đất khô vào cho đủ lượng mồi so với số ống trứng mà mình đang có. Ba tôi thì vẫn quen với cách làm mồi trứng như hồi mới khai phá vùng đất này, đó là chỉ duy nhất dùng mồi cá. Hiện nay ba tôi lớn tuổi rồi, nhưng vẫn nhớ nghề, và việc tìm mồi trứng là do em gái tôi đảm trách.
chài, lưới, đặt lờ để kiếm cá ăn trong bữa cơm hàng ngày. Em tôi chừa lại phần cá dụng, da đầu, ruột cá để làm mồi trứng cho ba đặt lương. Mỗi buổi chiều, sau khi nấu cơm xong là em tôi dành thời gian để làm mồi trứng. Cá dụng và đầu cá phải bằm sơ qua để nấu cho nhanh. Hồi trước, mùa khô cá sặc rằng nhiều nên người ta hay thắng dầu cá để sử dụng chiên xào. Đến mùa mưa thì dầu cá không còn chế biến thức ăn được nữa, nên chỉ còn dùng để làm mồi trứng. Bà tôi nói, lương nó khoái cái mùi dầu cá dữ lắm. Đồng đất ngày ấy còn nhiều năng kim. Khi gói mồi trứng, người ta hay dùng những cọng năng, vì khi gói xong, nó có những kẽ hở để cho mùi của mồi thoát ra từ từ nhằm dẫn dụ lương vào trứng. Từ ngày đất đai làm lúa tăng vụ, không còn năng kim nữa, ba tôi buộc lòng dùng lá môn nước để bọc lấy mồi. Bà tôi nói, gói bằng lá môn thì tiện, nhưng nhìn miếng mồi không đẹp bằng gói năng kim. Gói xong còn phải xăm lỗ cho mùi của mồi thoát ra. Kinh nghiệm của ba tôi là lúc vô mồi trứng thì không gói hết, mà phải chừa lại một ít để làm mồi nhữ lương khi đặt trứng. Mỗi động tác của ông thật nhẹ nhàng và rất chú tâm vào công việc của mình ngay từ công đoạn này. Hình như làm nghề gì cũng có sự kiêng cữ riêng, như là một tín ngưỡng dân gian vậy mà. Ba tôi nói, lúc vô mồi trứng mà ai đó dùng mũi ngửi vào miệng trứng là coi như sáng hôm sau dở trứng chẳng có con nào. Thực ra trong nghề đặt trứng, ngoài việc biết cách làm mồi, thì kinh nghiệm lúc đặt trứng quyết định rất nhiều đến việc trúng thất. Người có kinh nghiệm thì nhìn thực địa, các loại cỏ mọc nơi đó là thứ gì. Nếu là cỏ bắc, lát, sậy thì toàn bắt được lương vàng nghệ. Còn đút ống trứng vào mấy đám lục bình thì sáng ra chỉ thấy toàn lương bông. Người đặt trứng cũng phải biết hướng gió để quay biện trứng cho phù hợp. Thường là xuôi chiều gió để mùi của mồi phát tán xa hơn. Rồi lúc đặt trứng cũng đoán xem đêm ấy trời có mưa lớn hay không. Nếu ước chừng có mưa thì nên đem trứng lên gò cao, nước xem xét để đặt. Và nhớ đuôi trứng phải kê cao hơn lúc bình thường, vì không khéo mưa lớn ngập lỗ thông hơi thì sáng ra bắt toàn lương chết. Ngẫm lại, cái nghề đặt trứng muốn giỏi cũng phải học hỏi rất nhiều, bởi không có nghề gì mà người ta sinh ra đã biết. Hơn thế nữa, làm nghề gì cũng phải tìm tòi sáng tạo và cần có cái tâm, cái đức. Cái nghề đặt trứng như bao bậc cao thủ mà người đời hôm nay vẫn nhắc đến, như là một bài học về đạo đức. Thà chịu tiếng quan giấu nghề còn hơn để cháu con gặp hiểm nguy đến tính mạng. Nhắc lại, để mà nhớ về một thời cha ông đi mở đất và biết dựa vào thiên nhiên để mà sinh tồn. Nghề đặt trứng ở miền châu thổ bao la này được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Và ai đã bước vào nghề thì làm sao quên được những câu chuyện của ngày xưa. Thuyền rồng Kiên Long sẽ chấp cánh đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Đồng hành, khát vọng, niềm tin, thành đạt, hạnh phúc và bền vững. Ngân hàng Kiên Long sẵn lòng chia sẻ.